là anh thích một người biết quan tâm và có trí tin nhân hậu. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái vô tâm vô duyên vô tình. Rồi sao vô nhiều quá vậy? Rồi mọi người ơi, thấy là bạn trai của mình đã ngồi vào vị trí và đang rất là nôn nao chờ đợi bạn gái của mình rồi ha, hai em. Dạ chào chị. À, em biết đang nói chuyện với ai không? Chị Cát Tường. Em hình dung ra hôm nay chị như thế nào không? Hôm nay chị chắc là lộng lẫy. Có đâu, chị đang rất lạnh. À, dạ. Chờ chị Tường một phút nha, Tường sẽ mời cô ấy ra nha. Dạ, vâng. Ok. Thẳng luôn. Ok. À, tháo mặt nạ ra đi hai bạn. Bây giờ thì mời hai bạn bắt đầu chia sẻ những thông tin về bản thân mình. Ưu tiên em gái trước. Em chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên Quỳnh Như, em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm hãng về dụng cụ y tế. Em qua đây lâu chưa? Em qua đây được 9 năm rồi. Ok, bạn trai. Dạ, em tên là Quốc Khánh. Em hiện đang là nghiên cứu sinh ở trường đại học UC Santa Barbara. Em năm nay 26 tuổi. Qua đây bao lâu rồi? Qua đây được 5 năm rưỡi ạ. Là vẫn còn đi học? Vâng. Chưa có đi làm gì hết? Tiền đâu đóng tiền học? Tiền trường trả. Ồ, là có học bổng? Là gọi là fellowship, là của nghiên cứu sinh. Cũng không phải là học bổng, một dạng lương. Đi nghiên cứu có lương? Vâng. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, mọi người thì hay nhận xét em là người người đáng tin và có trách nhiệm. Còn khuyết điểm của em thì em rất là... Nhưng mà bản đó là mọi người nhận xét em, nhưng mà em có thấy em là người đáng tin hay không? Em nghĩ là cái đó phải là do người khác nhận xét thì nó mới đúng. Khuyết điểm của em thì em là người nhiều khi sống hơi nguyên tắc quá. Còn cái nữa là em mù đường. Em rất là mù đường. Giống như là đi ở trong một cái thành phố rất là nhỏ chỗ em sống, em đi đi em ở đó phải 2 năm rưỡi rồi nhưng mà vẫn chưa thông thạo được. Ok. Rồi còn em. Mà điểm yếu trước đi, điểm yếu của em là okay. Một lần đi nhút nhát. Điểm mạnh của em là hay tới đúng giờ, mỗi lần mình đi học hay đi làm hay tới đúng giờ trước một tiếng. Tới đúng giờ mà tới trước một tiếng, cái đó gọi là hay là tới sớm chứ không phải là gọi là tới sớm để chuẩn bị này nọ. Dạ. Về tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, có một mối tình nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thôi. Bây giờ đã chia tay rồi. Tìm hiểu nhau được bao lâu? Được 6 tháng. Ở bạn đó ở bên đây hay là? Dạ, ở bên đây luôn. Ở bên đây luôn. Lý do tại sao mới 6 tháng rồi mình đã goodbye? Bạn ấy là người nói trước và cũng là người nói để chia tay. Bạn ấy không nói đi lý do nên thôi cũng thôi luôn. Vậy là cũng chưa sâu đậm lắm đúng không? Dạ. Ok, còn em? Dạ, em thì trước giờ chắc có 3 mối tình. À, mối tình ở bên đây gần nhất là mối tình nào? Em cũng không có kiểu đếm là cách đây bao lâu nhưng mà cũng được một thời gian. Mà quen nhau được bao lâu? Quen nhau được mấy tháng rồi. Có nhiều cái quan điểm không giống nhau. Có ở gần nhau không? Có. Ồ, nãy em với bạn này hai người trao đổi cái địa chỉ là chúng mình có ở gần nhau không? Em ở gần trường Golden West. Trên đường. Ở đây luôn hả? Ở đây luôn ạ. Còn em cách đây 2 tiếng. 2 tiếng thì là không xa đối với ở Mỹ. Thì Tường thấy mỗi lần mà đi ăn sáng uống cà phê là cũng mất cả tiếng rồi. Cho nên 2 tiếng thì không vấn đề gì. Thế mình hẹn hò, thế em nghĩ bao lâu mình sẽ gặp nhau một lần? Thì nếu mà vậy thì toàn một lần hoặc gì đó. Giờ đi làm tụi em là cuối tuần nghỉ đúng không? Dạ. Đúng rồi, cuối tuần chúng ta gặp nhau, hẹn hò với nhau để tìm hiểu, hợp lý ha. Vâng, dạ. Ok, bây giờ thì Tường muốn hỏi là cái mẫu người bạn gái em muốn tìm là người như thế nào? Em thích... em thường thì em có ấn tượng với con gái mà người xinh. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là em thích một người biết quan tâm và có trí tuệ nhân hậu. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích con gái vô tâm vô duyên vô tình. Rồi sao vô nhiều quá vậy? Em nghĩ em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm những gì mà anh đưa ra? 60%. 60%. Về ngoại hình? Ngoại hình thì em thích bạn gái cười xinh. Vậy thôi. Với lại cao thấp mập ốm. Thì mảnh người, với lại chắc cao, lượng cao anh em rồi. Ok, em có hình ảnh gì cho anh đoán không? Cho anh xem không? Cho chị coi. Trời ơi, đông quá. Đông quá như thế này làm sao mà đoán được. Đây, hãy tìm xem, đông nhưng mà thật ra có mấy cô gái thôi, có 5 cô gái thôi, hãy tìm đi.
cho ảnh một cái ý đi em. Tóc dài đeo mắt kiến. Trong đó có ba cô đeo mắt kiến đó, kiếm đi cưng. Hãy cảm nhận. Đây hả? Đưa coi coi. Rồi hãy giữ đó đi. Hãy giữ đó đi một chút xíu rồi sẽ biết được kết quả ha. Thế em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Chững chạc nhưng mà đừng có da trưởng quá. Cao hơn em 1m7. Em cao bao nhiêu? Số 9. 1m69 thôi, vô duyên một phân ha. Ok. Đừng có vô duyên quá. Nãy giờ nghe có vô duyên gì không? Dạ không. Chứ anh này không thích từ vô. Anh dạ, không thích gái vô. Vô chắc anh không có vô đâu. Rồi em có hình không? Rồi đây, hãy đưa cho cô ấy đoán. Em nghĩ là ngoại hình của ảnh như thế nào? Nãy giờ em đoán cái anh này ngoại hình ảnh ra sao? Hơi to. Cái gì to? Cái gì to? Mập mập. Hơi mập. Cũng hơi khó đó. 1, 2, 3. Có 4 chàng trai à. Hãy lựa chọn đi. Hãy cho cổ một cái gợi ý đi em. Em là người ổn. Với lại có đeo mắt kính. Ok. Còn có người này thôi. Trời ơi, ông cho dự đoán nguyên tấm hình có một mình ông đeo mắt kiến à. Rồi ông nó đeo mắt kiến thì người ta biết rồi còn gì nữa. Không nhớ hình đó là sao. Thôi được rồi, bây giờ Cát Tường sẽ mở cửa trái tim cho hai bạn trò chuyện, hay cho hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Có điều gì thắc mắc, có điều gì nãy giờ mà chúng ta còn muốn trao đổi thì chúng ta trực tiếp trao đổi với nhau. Quan điểm về tình yêu, hôn nhân, gia đình, khoảng cách, rồi muốn cái gu, sở thích như thế nào chúng ta có thể trao đổi để tìm hiểu nhau. Mời các bạn. Hãy xem dự đoán của mình đúng hay sai. Sao em thấy em đoán đúng hay sai? Dạ hình như không đúng. Em đoán đúng hay sai? À đương nhiên rồi, có anh đeo mắt kiến quá. Lần sau đừng có dễ dãi quá như vậy nha. Dạ. Mình phải khó khăn hơn chút xíu nha. Dạ. Ok, bây giờ mời hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau một chút xíu, thì Tường sẽ quay lại nha. Dạ. Bạn tên Quỳnh Như hả? Dạ em tên Quỳnh Như. Vậy là đang đi học gì? Em không đi học, em đang đi làm. Em đi làm hả? Còn anh thì sao? Anh đang đi tức là cũng là dạng đi học nhưng mà cũng là đi làm, đại khái là làm trường đại học. Dạ. Chắc cũng còn 2-3 năm nữa xong. Cuối tuần thì gặp nhau thì sao? Cuối tuần thì thực ra là anh cái giờ giấc làm việc của anh nó không có bị gò bó vào một cái ngày nào hết, cho nên là nếu mà cuối tuần gặp thì cũng được, hoặc là mình sao ta, hoặc là trong tuần gặp cũng được, không sao hết. Dạ. Anh có nghỉ holiday này không hay là có? Có à? Cũng là vì là công việc nghiên cứu là nó giống như là nó rất là độc lập đó, cho nên là mình không có bị gò bó gì vào thời gian đó hết. Quan trọng là mình đáp ứng đủ tiến độ là được. Em bảo là em qua đây được 9 năm rồi hả? Dạ. Qua với gia đình. Dạ. Nhưng mà lúc mà không đi làm thì em làm gì? Em đi chơi với đám bạn, chơi. Đi uống nước này nọ. Dạ. Có sở thích gì đặc biệt không? Dạ không. Anh ngày rảnh làm gì? Anh thì thường đi đá banh. Đá banh à? Hoặc là anh có hát ở nhà thờ. Dạ. Công việc mình làm như vậy thì có thích không? Thích. Thích? Dạ. Có gì nhưng mà sau này mà mình không ở Cali nữa hay ở đâu chỗ khác đó, thì có vấn đề gì không? Dạ không, em không có vấn đề nữa. Mà tại vì nhà em con mình mẹ thôi. Nên em đi đâu thì mẹ đi đó. À vậy hả? Dạ. Tức là em là con một? Dạ, con một. Ok. Ok. Anh có ngại không? Ví dụ... Không ngại chứ. Dạ. Không vấn đề chứ. Dạ. Thì anh trong gia đình của anh thì có ba mẹ với lại còn 2 đứa em nữa. Thì anh là anh cả. Anh có gia trưởng không? Không. Vậy thì chẳng hạn như nếu mà hẹn hò nhau thì anh thích đi đâu? Anh thích đi, anh đang đi đâu em đi đó thôi. Đi đâu? Dạ. Đơn giản hả? Dạ. Anh thích uống trà sữa không? Cũng được. Ừ. Dạ. Anh thích đi du lịch không? Có. Anh cũng hay du lịch với bạn bè này lắm. Hồi đó anh có lái xuyên bang từ từ Louisiana qua tới bên đây là 7 ngày. 7 ngày lái liên tục. Yeah. Cũng dừng này nọ để chơi. Thì cũng có dừng, thì chỗ nào mà đẹp thì dừng. Nhưng mà nói chung là anh thích đi du lịch chỗ đó. Dạ. Yeah. Từ đó đến giờ về đây có về Việt Nam nào chưa? Em có về một lần. Về một lần lúc nào? Năm 2016 em có về một lần với mẹ. Thì 3 năm. Dạ. Thấy sao?
vui. Thấy vui nhưng mà con muốn về đó ở không? Dạ không, về chơi thì được. Thế dạ, vậy hồi xưa Việt Nam ở đâu? Em ở Thủ Đức. Thủ Đức Sài Gòn. Dạ. À ok. Nó đâu? Anh cũng ở Sài Gòn, ở quận 12. Em qua 9 không? Vậy là em qua đây học high school hả? Học high school được có mấy tháng rồi, tại vì quá tuổi rồi. À, dạ. Xong rồi lên thẳng community college. Dạ. À ok. Vậy là hồi xưa em học ngành gì? Lúc đầu học ngành y tá nhưng mà thấy học cao quá không nổi. Vậy có mình mẹ kiếm tiền thôi, mà em bỏ học đi kiếm tiền của mẹ. À ok. Vậy thì sau này có muốn, chẳng hạn như nếu mà mình có điều kiện mình có muốn đi học nữa không? Cứ lo cho mẹ xong đó. À ok. Vậy em có gì em muốn hỏi anh không? Lần đầu tiên gặp bạn em ít, em sợ ha, hay nhát. Lâu lâu rồi em biết tính em cũng hơi hại. Hello. Sao nãy giờ không có tụi trò chuyện vui không? Dạ, dạ vui. Vui hơn có chị không? Chút khác. Anh này cũng không có nói xạo được ha. Ok, mình đã trao đổi nhiều chưa? Rồi thí dụ như mình có nói về cái quan điểm về tình yêu rồi gì chưa? Chưa. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của em như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em thì giống như là mình chân thành với nhau thôi. Cũng không có gì nhiều. Theo như em nghĩ cốt lõi của hạnh phúc là cái gì? Biết quan tâm chia sẻ. Ok, bây giờ chị sẽ có một vài cái yêu cầu cho các em ha. Trên đây là những cái lá bài. Trong đây nó có những yêu cầu mà chương trình dành cho các bạn. Các bạn có một cái quyền mình bóc một cái lá bài nào đó, mình đọc cái điều yêu cầu trong này ra và đối phương phải thực hiện những cái điều trong này. Ok, em trước đi. Bạn hãy trả lời thật một câu hỏi bất kỳ từ đối phương. Em muốn hỏi anh cái gì em cứ hỏi đi. Em cứ hỏi thẳng thắn, anh ấy sẽ trả lời thật với em. Anh thích nuôi chó mèo này không? Anh thích nhưng mà anh chưa dám thử. Tại vì sợ không có thời gian chăm sóc và nó chết tội nghiệp đó. Rồi đến em. Sao không hỏi con người có một cơ hội hỏi chó mèo, trời thiệt tình luôn á. Rồi đọc lên đi. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm nhận như thế nào? Đổi rồi. Hả? Thì bây giờ một là em còn không, em muốn hôn cổ hay là anh muốn cổ hôn em? Cái này là em phải làm đúng không? Em muốn sao cũng được á, em có quyền mà. Vậy thì để em làm đi. Rồi thì em yêu cầu cô đưa tay ra đi. Và quan trọng là phải để thật lâu để cảm nhận và nói cho người ta biết cảm nhận của mình như thế nào. Ok, rồi mời em. Tay em hơi bị lạnh. Ông Hùng sao ông còn nhìn xuống? Nhìn gì vậy? Sao? Dạ thì vậy thôi. Vậy thôi là sao, phải có cái cảm xúc gì chứ. Thì em cũng biết tả làm sao. Có miếng điện nào chạy qua không? Trời lạnh chị ơi. Lạnh quá. Dạ. Tay lạnh ngắt à, phải không? Dạ. Trời lạnh nên là chưa có điện. Bây giờ chúng ta thêm một cái cơ hội nữa. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau trước khi đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Bởi vì tôi muốn hai bạn hãy nói thật với đối phương điều gì mà chúng ta đang suy nghĩ hiện tại giây phút này, ngay tại đây. Nói chung là nếu mà mình gặp nhau đây thì tức là cũng có duyên. Nếu mà mình cứ để cho nhau những cơ hội để tìm hiểu thì nghĩ là nó sẽ rất là hay. Còn nếu mà tụi mình không có đi lâu dài được với nhau thì mình vẫn là bạn bè với nhau. Đúng không? Nếu cái duyên gặp mặt thì chúng ta thử tìm hiểu nhau trước, tới sau thì tới. Ok, bây giờ thời gian tâm sự thì đã hết. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đặt tay vào nút bấm thì các Tường xin nhắc lại với hai bạn, hãy phải suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Thật sự rung động, trái tim rung động và cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa mình đang tìm kiếm thì mình mới bấm nút. Hãy lắng động lại, hãy nhớ lại tất cả những gì chúng ta trao đổi từ nãy đến giờ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Wow, trời, tôi hù dọa như vậy mà hai bạn vẫn bấm, có nghĩa là hai bạn cũng rất là quyết liệt. Thành công rồi cả nhà ơi, các bạn ấy, tôi chưa mời đã nắm tay nhau luôn rồi. Hãy trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp cái mặt. Này,
Ngại lắm chị ơi. Cái gì vậy? Hả? Ngại lắm, ngại. Ngại lắm. Gì, ngại gì, chà chà mà vợ gì? Hồi nãy tôi đã nói rồi, hồi nãy có nói trước chưa? Có nói bấm nút hẹn hò là có hôn nhau chưa? Em phải hỏi bạn ấy chứ, em đâu phải hôn chị đâu mà em nhìn chị. Vậy thì được không? Dạ. Ok. Nhìn tôi chi, trời ơi. Hai người hôn nhau tôi có mập béo gì đâu. Dạ. Đó, cảm giác sao giờ, có miếng điện nào chưa? Có hả? Tưởng nó em đơ cảm xúc rồi chứ. Thôi chúc mừng hai bạn nha. Hy vọng là thật ra 2 tiếng về thời gian khoảng cách nó không có là gì cả. À, mỗi tuần chúng ta hãy gặp nhau, hàng ngày chúng ta hãy trao đổi thông tin, chia sẻ với nhau trong cuộc sống ở một nơi xa xứ, xa quê hương như vậy. Hy vọng rằng hai bạn sẽ hỗ trợ nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống và sẽ sớm tìm được một hạnh phúc thật sự của mình. Chúc mừng hai bạn. Thưa quý vị, như vậy là Tường đã thành công trong cái vai trò mai mối ngày hôm nay rồi. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa được phát sóng trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai nha.